Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video thứ hai, chúng ta giao lưu với vườn cảnh anh Nguyễn Văn Khuê. Thực ra đây chính là một kho tùng mà chúng tôi vừa mới tham quan khu vực Văn Giang Hưng Yên và cùng nhau đến thăm. Tôi làm cái chương trình này để chúng ta giao lưu với anh Khuê, các bác mà yêu thích tùng La Hán, các loại, các dáng thế, với cái chất lượng cây cũng khá là đồng đều, thì chúng ta đến với anh Nguyễn Văn Khuê. Địa chỉ vườn là ở thôn 3 xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Và cuốn video này chúng ta đến với những cây tầm từ chiều cao từ 1m đến 1m7, 1m8. Thước anh vẫn cầm ấy chứ? Anh vẫn cầm thước ấy chứ? Cây này cao bao nhiêu nhỉ? Cây này mấy cây ở trên hè kia cao bao nhiêu? Cao mét đúng không? Thôi thì mình lấy cây này đi. Lấy cây này đi. Cây này để xem cái đường kính gốc nó bao nhiêu. Đường kính thân kìa. À, vanh chứ? Vanh 30 à? À, thế là đường kính 10. Rồi, tôi lấy cây này nhá. Mấy lại cây ở trên hè đấy, thế khoảng độ 4 đến 5 cây thôi. Sau đó video sau thì lấy cái tầm cây nhỏ hơn. Để xem, chủ yếu chúng ta quan sát về cái tuổi của cây tùng này, tuổi chậu này, cũng như là cái phương pháp làm và cái chất lượng bonsai của anh về tay cành này, bông tán này. Đấy. Cây này vào tầm khoảng độ 30 năm rồi. Theo tôi thì tôi đánh giá như thế, tầm tuổi khoảng 30 tuổi. Còn chất lá cũng vẫn là những cây tùng mà có cái lá rất nhỏ, răm dày, đốt lá rất dày. Nói về số lượng những cái dòng cây tùng mà tầm từ 1m đến 1m6, 1m7 như vậy là anh Khuê có bao nhiêu? Nghìn cây. Nghìn cây à? Nằm tất ở ngoài trại của anh à? Và xung quanh tòa nhà này à? Khủng khiếp thế nhỉ? Nếu mà kể cả ba loại đại diện cho ba cuốn video tôi quay ấy, thì của anh có đến tổng số đến 5.000 cây không? Lớn nhỏ? Xít xoát ạ. Gần đến 5.000 cây. Nhiều quá nhỉ. Vâng, đủ để cung cấp cho chúng ta làm những cái đồi tùng, trang trí cho các cái sân vườn, hồ cá koi, đúng không các bác? Rất tuyệt vời. Chúng ta đến cây thứ hai nhé. Cây này thì có thân bệ gốc nhỏ hơn. Vâng, chúng ta dần dần đi sâu vào phía trong vườn này. Với gần 5.000 cây các loại của ba cái loại kích thước mà tôi phân ra. Những cây này thì là tầm cái chiều cao khoảng độ 1m2 đây. Đây là những cây mà
mới thoạt nhìn thì rất tựa tựa giống dáng long. Nhiều quá, đúng là như anh em có nói chuyện là một kho tùng luôn. Trước mặt chúng ta kia là con đê xã Xuân Quan. À, đây là một cái cách làm tùng của anh ấy. À, như anh đã trao đổi với anh em chúng ta là cắt giật từ nhỏ, uốn từ nhỏ, cho nên là thứ nhất là cái mức độ mà tạo sẹo là gần như đến bây giờ là không có nữa, không có tạo sẹo nữa. Chỉ có tạo ra những cái điểm nhấn, tức là những cái vè, những cái chỗ mà thân nó phình ra, mình giếc nó dẹt hẳn đi ở những cái chỗ vai, rất hay. Đây, ví dụ như cây này tôi giới thiệu với các bạn là những cây cái tầm kích thước 1m đến 1m7, 1m8 để chúng ta tham khảo nốt cây này, sau đó chúng tôi sẽ chuyển sang cuốn video thứ ba là những cây tầm nhỏ hơn. Đây, cái vị trí này nó mới dẹt này, nó dẹt hẳn mình đây. Đấy, để chỗ này nó mỏng hẳn đấy. Sang bên này đường kính lớn hơn. Vâng, chúng ta mà có những cái thiết kế sân vườn, đồi hoặc hồ cá, không gian gia đình, những cái bóng tùng nó nho nhỏ như thế này, chất lượng cây tùng khá đồng đều, và cái loại tùng mà cái lá nó rất nhỏ, ngắn, mau răm, thì chúng ta có thể toại nguyện được. Đấy, lá rất nhỏ, ngắn và mau răm. Bởi vì tùng La Hán nó cũng có nhiều loại lá đấy, có những cây lá rất thô, đốt dài, có những cây thì lá dài thường thượt thôi và to bản. Với cái dòng lá này chúng ta nhìn thấy in trên nền tường rất đẹp vì lá nhỏ. Những cái chúm cứ như là chúm bông hoa này, những cái chúm lá này. Vâng, với số lượng gần 5.000 cây thì các bác đến đây thoải mái mà tham quan, lựa chọn. Đây, như cây này, cái chỗ này nó dẹt hẳn đi, mỏng ra gì.
Vâng. Đây là khu sâu phía sau của căn nhà này. Tôi giới thiệu tiếp với các bạn một cái loại nữa. Tức là anh Khuê làm được khoảng độ, tôi đánh giá là được 50% công việc của một cái phần bông tán cây tùng. Đấy, tôi lấy ví dụ như cây này. Vẫn có thể chúng ta giao lưu được. Nếu mà giao lưu thì chắc chắn là giá thành nó sẽ thấp hơn một chút. Để chúng ta về chúng ta làm tiếp những công việc còn lại của những cây mà được 5, 6, 70%. Đây, ví dụ như cây này nhé. Chứ mà khoảng độ 3 đến 5 năm nữa làm tròn trịa như những cây ở cuốn video trước thì giá nó sẽ cao hơn. Đây là cái lô này anh đánh ở ngoài vườn, về đây cũng được 2 năm rồi. Nói là vẫn nằm ở trong bầu đất thôi nhưng mà cũng coi như trong chậu. Đấy. Đây đây, ví dụ như những cái cây này. Nó không hẳn là tùng sổng nhá, không phải là tùng sổng. Nhịp tay 1, 2 và cơ bản có những cây đã có tán luôn rồi. Đấy, đây. Và khu này cũng khá nhiều đấy. Riêng cái vạt này là khoảng bao nhiêu cây? 1.000 cây cái vạt này. Từ đây chạy mãi tít ra ngoài kia. Ôi dồi ôi. Ngoài này là những cây thấp hơn anh nhỉ? Đây là anh đang tưới hay là phun nước ấy? Đang phun thuốc à? À phun thuốc chứ không phải là thế thì thôi đứng xa lên một chút. Có cái bí quyết gì mà tùng của anh nó cứ xanh mây này nhỉ? Tuyệt vời đấy. Và Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này nhá, để chúng ta chuyển tiếp cuốn sau.